Meo 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 meo. Mọi người thấy chuyên nghiệp không mọi người? Bạn nào thích màu tam thể mọi người phối với bé đực phía trên của mình á, đảm bảo ra được tam thể luôn. Bé phối, ví dụ phối xám xanh nó sẽ đảm bảo ra tam thể luôn, phối phối đen nó vẫn ra tam thể luôn. Bé đực này ra được tam thể ok lắm à. Mông dáng rất là to con nha, đẹp lắm luôn á, tay cụp nữa, tam thể cụp. Dành cho những bạn nào fan tam thể thì có thể ghép cái bé đực này. Tại mọi người biết sao mình kêu không? Mình kêu á, đợi cho bé, mình kêu là bé cá nó cứ chọn mông lên nhiều hơn này, bé đực phối cho dễ. Meo 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 meo. Meo 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 meo. Đó, mình kêu là bé cá nó chọn mông lên, mọi người thấy không? Meo 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 meo. Người thấy hai bé đẹp không mọi người? Cái đực của mình rất là đẹp luôn nha. Thì có nhiều bạn hỏi là à phối với màu nào hợp, thì thật sự đó, ví dụ màu trắng thì cũng dễ phối, nhưng mọi người mình thích đực nào thì mình phối màu đó thôi à. Nhà bé đực của mình á phối với màu trắng rất là hợp luôn á, sản phẩm ra rất là đẹp luôn. Chắc mình cần sự trợ giúp quá à. Tại vì bé cái nó cứ gào nhiều quá, nó cứ bệt hai phần chân xuống á, rất là khó phối cho bé được phối luôn á. Chưa kể là lông ẻm rất là dài nữa, cản trở. Thật ra chúng ta có thể phụ giúp các ẻm trong quá trình phối nhận được vào này mọi người, thấy không? Em sẽ la. Sao chuẩn bị quá là sung sướng nên ở lăng này mọi người chạy luôn rồi.